6.000 F0 cách ly tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được chăm sóc như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong 3,8% trên tổng số ca nhiễm COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng F0 không thông báo cho cơ quan y tế. Hà Nội, khu đô thị Tham City ghi nhận nhiều F0 cộng đồng trong 2 ngày qua. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin tuần cảnh Covid trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại các điểm nóng trên cả nước. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng với hơn 56.000 người đang cách ly tại nhà, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn về vấn đề này chăm sóc F0 tại nhà như thế nào mới đúng, những F0 nào đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà, hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây. Sở Y tế thành phố cho phép F0 được cách ly tại nhà khi trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, béo phì, mang thai. Theo hướng dẫn này, đối tượng được quản lý tại nhà là người mắc COVID-19 tức F0 mới, có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh dương tính và đủ điều kiện cách ly tại nhà, không có triệu chứng hoặc nhẹ, Độ tuổi từ 1 đến 50 tuổi, tự chăm sóc được. F0 cách ly tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh, biết cách đo thân nhiệt, sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát khi có tình trạng khẩn cấp. F0 là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc được cá nhân thì phải có người hỗ trợ. Trạm y tế phường xã thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật danh sách người F0 trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó nhập thông tin F0 trên phần mềm, chuyển thông tin F0 cho các cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà được phân công trong vòng từ 4 đến 6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận danh sách, cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà được phân công quản lý F0 phải tiếp nhận F0 hoặc gia đình F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà. Trong trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Khi F0 có triệu chứng nhẹ, bác sĩ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà phải đánh giá tình trạng sức khỏe của F0. Trong trường hợp F0 có chỉ định dùng thuốc, nhân viên của cơ sở này cho người bệnh ký cam kết và cấp phát thuốc tại nhà cho F0 gọi C. Khi F0 cảm thấy khó thở, phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý F0 để được tư vấn hỗ trợ. Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất, gói B, trước khi chuyển viện. Về xét nghiệm cho người F0 tại nhà, sẽ lấy vào ngày 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở được phân công quản lý F0 lập danh sách báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định. Đồng thời, làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19. Trong trường hợp F0 có các dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Cụ thể, dấu hiệu chuyển nặng ở người lớn bao gồm khó thở, biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 25 lần một phút, ly bì, lừa đừ, tím tái môi và đầu chi, SPO2 dưới 94%. Đối với trẻ em, thường thở nhanh, theo tuổi, từ 1 đến 5 tuổi, 240 lần một phút, 5 đến 12 tuổi trên 30 lần một phút và trên 12 tuổi là lớn hơn hoặc bằng 20 lần một phút. Cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, li bì, lờ đờ, bỏ bú, ăn uống, tím tái, tím môi và đầu chi, SPO2 dưới 95%. Các cơ sở được vận công quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điện thoại của người F0 để tư vấn hoặc khám chữa bệnh tại nhà. Trong trường hợp không cần can thiệp y tế hoặc không liên hệ được. Số ca mắc Covid-19 cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm. Và đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương có tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại hay thực tế này vẫn đang trong tầm kiểm soát? Liệu có hay không một đợt dịch mới và thành phố có thể tiếp tục trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn này hay không? Số ca mắc Covid-19 cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm. Nhưng những số liệu từ Bộ Y tế cho thấy có những cơ sở để tiếp tục thực hiện được thích ứng an toàn với dịch do số ca nặng giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm của dịch. Số liệu của Bộ Y tế cho thấy ca bệnh mới ngày 21 tháng 11 là 9.890 ca, gần bằng con số ngày 23 tháng 9, 10.018 ca. Nhưng số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện giảm 20%, số tử vong là 238 và 136, tức giảm gần bằng 1 2%. Tại các tỉnh thành Đông và Tây Nam Bộ, khu vực dịch nóng nhất cũng đang có những tình trạng tương tự. Số ca bệnh mới có tăng so với thời điểm tháng 10, nhưng số đang theo dõi điều trị tại các bệnh viện và số ca tử vong có giảm. Tại Hà Nội, Bộ Y tế cho biết hiện có 2.600 bệnh nhân đang điều trị, nhưng số bệnh nhân chuyển nặng phải hỗ trợ thở oxy, thở máy chỉ có 23 ca. Trong khi thông thường, số bệnh nhân nặng cần phải hỗ trợ thở phải chiếm 10% tổng số bệnh nhân. Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh, số tử vong vẫn đang đứng ở mức cao. Ngày 21 tháng 11 ghi nhận tới 50 ca tử vong và ngày 22 là 59 ca. So với cao điểm dịch, số bệnh nhân COVID-19 tử vong đã giảm nhiều, nhưng so với tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 thì con số này đã có dấu hiệu tăng. Lý do dẫn đến việc này, theo đánh giá của các chuyên gia, là số ca mắc mới tăng và số ca tử vong cũng tăng theo, dù mức độ tăng không bằng so với mức tăng số ca mới trong đó hầu hết ca tử vong là ở người cao tuổi và có bệnh nền. Bộ Y tế cho biết vừa cấp thêm cho thành phố Hồ Chí Minh 5.000 liều thuốc Monunpiravir điều trị cho F0 cách ly tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca tử vong cao nhất cả nước, tỷ lệ tử vong lên tới 3,8% tổng số ca mắc, trong khi cả nước là 2,2%. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bộ cấp thêm 100.000 liều do số lượng bệnh nhân tăng trở lại phủ vaccine và có thuốc điều trị sớm sẽ là hai điểm quan trọng nhất để thích ứng an toàn với dịch. Trong khi đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn xuất hiện tình trạng F0 không thông báo cho cơ quan y tế, tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng và gây ảnh hưởng cho chính F0 và gia đình. Theo HCDC, có tình trạng người dân tự xét nghiệm cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho ngành y tế vì cho rằng có thông báo thì cũng không được tiếp nhận và cấp thuốc. Về vấn đề này, Phó Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm lý giải, Do một số trạm y tế phường xã và trạm y tế lưu động không đủ nhân sự, đường dây nóng hoạt động chưa được thông suốt nên mới xảy ra vấn đề trên. Sở y tế đã chấn chỉnh kịp thời và hỗ trợ các địa phương tăng cường nhân lực cho các trạm y tế lưu động để tiếp cận F0 nhanh nhất có thể. Theo ông Tâm, khi người dân tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động trong vòng 24 giờ, nhân viên y tế sẽ tiếp cận, kiểm tra xét nghiệm, sau đó đánh giá tình trạng của bệnh cũng như điều kiện cách ly, điều trị đối với F0 và F1 để có sự hướng dẫn chăm sóc phù hợp. Thực tế có một số người dân khi phát hiện dương tính đã không thông báo cho cơ sở y tế hoặc không được ghi nhận, không được cấp thuốc, không những tạo nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng mà còn thiệt hại cho chính F0 và gia đình, ông Tâm chia sẻ. Đại diện HCDC cũng cho biết không phải tất cả F0 đều được cấp phát các túi thuốc, chỉ những người có triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ thì được cấp túi thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu không được cấp thuốc thì F0 vẫn có quyền lợi khác nếu khai báo cho ngành y tế, ví dụ như người bệnh được chăm sóc và can thiệp kịp thời khi có triệu chứng trở nặng, chuyển viện sớm, F1 trong gia đình cũng được theo dõi, quản lý và bảo vệ. Đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền. Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Phó Ban Chỉ đạo Phạm Đức Hải cho hay, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021, có 456.956 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố bao gồm 456.413 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và có 543 trường hợp nhập cảnh. Hiện thành phố đang điều trị cho 13.721 bệnh nhân, trong đó có 574 trẻ em dưới 16 tuổi, 327 bệnh nhân nặng đang thở máy, 109 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21 tháng 11, có 1.223 bệnh nhân nhập viện, 749 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 270.043 người, 59 trường hợp tử vong. Trong ngày, tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 17.511 người. Về tiêm chủng, Đến ngày 21 tháng 11 năm 2021, đã có 7.880.610 mũi 1 và 6.061.175 mũi 2 đã được tiêm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình trạng số ca nhiễm F0 nhập viện tử vong có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, Tránh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, theo thống kê, từ ngày 19 đến 21 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh có 151 trường hợp tử vong, trong đó có 18 ca mắc bệnh nền. 75% trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều. Đối với một số trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong, bà Mai cho rằng, xét đến yếu tố cộng đồng, khi số F0 tăng cao, khoảng 15% đến 20% ca nhiễm sẽ có diễn tiến nặng, chủ yếu tập trung ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, trong đó 5% có nguy cơ tử vong. Sở Y tế khuyên cáo, để giảm số ca tử vong, chúng ta cần giảm số ca F0 nhập viện. Do đó, mỗi người dân cần phải nêu cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, chú trọng 5K, vaccine không được lơ là dù đã tiêm đủ hai mũi. Còn tại Hà Nội, trong 2 ngày, tại các tòa chung cư thuộc khu đô thị Tham City ghi nhận nhiều F0 cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt hoặc về từ tỉnh có dịch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội tối 22 tháng 11 ghi nhận 286 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp thành phố vượt mốc 200 ca một ngày đặc biệt trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11. Khu đô thị Tham City, giao giữa quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng đã ghi nhận liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng. Ngoại trừ một bệnh nhi 4 tuổi, các trường hợp còn lại đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Ngày 21 tháng 11, 3 ca cộng đồng, trong đó 2 người trú tại tòa T7 Tham City được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng, không rõ nguồn lây người còn lại trú tại T18 về từ thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 có biểu hiện ho sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến CDC Hà Nội khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17 tháng 11. Ngày 22 tháng 11, Tham City tiếp tục ghi nhận 2 ca cộng đồng, trong đó bệnh nhi 4 tuổi sống cùng người thân tại tòa T7, người còn lại trú tại Bắc 7, Bắc Hill cũng được phát hiện qua sàng lọc ho sốt. Để phòng chống dịch COVID-19, trạm y tế các phường phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương truy vết, xác định F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng số 8.012 ca dương tính, trong đó có 2.950 ca ngoài cộng đồng và có 5.062 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2, màu vàng, tức nguy cơ trung bình. Vậy là Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn, theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, nhiều phụ huynh đã đưa con em đi tiêm từ sáng sớm. 7 giờ sáng, anh Nguyễn Thái Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, cùng con trai là Nguyễn Thái Châu, lớp 12, cùng đến trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều để tiêm vaccine. Tối qua, châu nhận được thông báo của nhà trường về lịch tiêm hướng dẫn khai báo y tế và chuẩn bị cần thiết cần thực hiện vào sáng nay anh giang cho biết cả gia đình anh đều được tiêm vaccine nên hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vaccine đây chính là tấm khiên để phòng dịch covid 19 chín anh giang đã chờ đợi việc tiêm chủng chính thức của các con từ lâu nay trường tổ chức tiêm vaccine nên gia đình anh rất phấn khởi và yên tâm cho con đi tiêm các phụ huynh cũng đã mong chờ ngày các con được tiêm vaccine năm nay lại là năm học cuối cấp, nên khi các con được tiêm vaccine thì việc trở lại trường học an toàn hơn, điều kiện học tập được tốt hơn, anh Giang nói. Tương tự anh Giang, chị Nguyễn Thị Phượng cũng đưa con là học sinh Trần Gia Huy, lớp 12, đến trường để tiêm chủng. Khi đến trường, con vào lớp để làm thủ tục, còn chị Phượng và các phụ huynh ngồi đợi ở phía ngoài. Không lo lắng lắm, song chị Phượng vẫn có chút hồi hộp khi đợi con bắt đầu làm các thủ tục tiêm hồi hộp như đưa con đi thi vào cấp 3, chị Phượng nói. Trên tay không quên cầm theo chai nước cho con, chị Phượng cho biết gia đình đã tìm hiểu và được phổ biến đầy đủ thông tin về vaccine nên đã xác nhận về việc tiêm cho các con. Mong các con được tiêm sớm để được trở lại trường học an toàn. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh. Học sinh Đỗ Thiên Hương, lớp 12D2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều cho biết, khi vào lớp, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn điền các thông tin vào bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine đối với trẻ em. Theo đó, học sinh sẽ phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của phụ huynh học sinh. Phụ huynh sẽ phải ký xác nhận đồng ý tiêm chủng cho các con. Sau đó, học sinh được sàng lọc, đo thân nhiệt, kiểm tra mạch, kiểm tra các thông tin về tiền sử bệnh và được nhân viên y tế kết luận về điều kiện tiêm. Trong sáng 23 tháng 11, 6 ca tiêm vaccine được phân bố, mỗi ca cách nhau 45 phút, ngay từ lối vào trường, các giáo viên đã phân luồng hướng dẫn cho học sinh vào các lớp học làm thủ tục. Sau đó học sinh mang tờ khai y tế ngồi chờ tại khu vực chờ tiêm chủng để khám sàng lọc bởi nhân viên y tế. Sau khi tiêm, học sinh ngồi theo dõi 30 phút, nhận giấy xác nhận tiêm chủng và ra về. Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên hướng dẫn phân luồng việc tiêm. Việc tiêm chủng được tiến hành theo nguyên tắc cuốn chiếu, theo thứ tự ưu tiên từ lớp 12, lớp 10 và lớp 11 khi thông báo tiêm tới lớp nào thì hoàn thiện xong tới lớp đó. Việc tiêm chủng phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ bằng văn bản đăng ký tiêm chủng. Trong ngày 23 tháng 11, trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức 11 ca tiêm với số lượng khoảng 2.000 học sinh. Tỉnh Bắc Giang đã áp dụng biện pháp mạnh trong phòng chống dịch với quyết tâm khống chế, không để lây lan dịch ra cộng đồng. Theo tổng hợp của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, Đối tượng mắc trong đợt dịch này chủ yếu là công nhân làm nghề tự do và ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ông Lê Ánh Dương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhận định, tình hình dịch trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có ca bệnh trong khu cụm công nghiệp, cộng đồng, bên ngoài xâm nhập, thậm chí có ca bệnh không rõ nguồn lây. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung cao, khống chế và xử lý rứt điểm ổ dịch ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Trung. Các địa phương quản chặt lực lượng công nhân của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vân Trung đang cách ly tại nhà. Hai huyện là Việt Yên, Yên Dũng quản lý tốt khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo, không để bố trí mật độ dày trong một phòng. Đối với ổ dịch mới phát sinh, huyện Yên Dũng chỉ đạo truy vết, không để sót các trường hợp liên quan đến các trường hợp F0 ở cụm công nghiệp Nội Hoàng, đồng thời thực hiện các biện pháp không để dịch lây lan sang các công ty trong khu công nghiệp cũng như lây lan ra cộng đồng. Một số địa phương có công nhân làm việc tại các công ty này phải thực hiện nghiêm việc theo dõi cách ly tại nhà, sớm tìm ra nguồn lây. Các ổ dịch hiện hữu nhiều ngày nay không phát sinh thêm các ca F0 như là Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Các địa phương tiếp tục theo dõi, không được chủ quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Còn một số trường hợp chưa xác định được nguồn lây như xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang cần áp dụng các biện pháp mạnh để cách ly phong tỏa địa bàn dân cư có đối tượng chưa rõ nguồn lây thực hiện nghiêm các biện pháp không để dịch lây lan ra cộng đồng, tập trung nguồn lực để truy vết, điều tra, truy vết sớm để tìm ra nguồn lây. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.